Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Nếu như bạn là người vừa rồi, bạn đứng trong sự thờ phượng hoặc ngồi khi nghe lời Chúa, bạn cảm thấy sự mệt mỏi, bạn cảm thấy sự đè nặng trong tâm trí của bạn, thì đơn giản, hãy nhẹ nhàng nói với Chúa rằng Chúa ơi con đây. Và khi bạn nói rằng Chúa ơi con đây, thì Ngài sẽ nói với bạn rằng ta đây, ta luôn cùng con, ta đến để tiếp sức cho con. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em một đề tài tiếp theo của đề tài báp têm Đức Thánh Linh trong lần trước. Đề tài này có một cái tên gọi rất là kinh hoàng mà ma quỷ vô cùng tức giận. Đó là tiếng lạ, hay gọi cầu nguyện trong tiếng lạ. Cái đây hai tuần trước, một người chị em trong hội thánh đưa cho tôi một bài báo, trong đó có viết về một câu chuyện của một người đã từng là một thành viên của sự thờ phượng Satan. Và ông ta đã viết lại hình thức ma quỷ tấn công con cái Chúa như thế nào. Bạn ơi, khi đọc những dòng chữ viết trong đó, tôi càng hiểu được tại sao ma quỷ lại sợ phát khiếp khi con dân Chúa cùng cầu nguyện trong tiếng lạ. Và ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em về đề tài cầu nguyện tiếng lạ. Nó là một đề tài mà rất nhiều những con người họ sợ, không dám động tới. Và nó cũng là một điều mà ma quỷ vô cùng sợ, vì nó là một vũ khí mạnh hơn cả bom nguyên tử của Bắc Hàn bây giờ mà cả thế giới sợ. Cầu nguyện tiếng lạ nếu không có thì Phao-lô hẳn đã không được thành công như những gì Kinh Thánh đã chép về chức vụ của ông. Nếu không có cầu nguyện tiếng lạ thì Giăng-ki-chô, Rê-kha-bon-kê, Bê-nê-hin hay nhiều những con người khác không có những kết quả như ngày hôm nay mà họ đang có. Nếu không có báp têm Đức Thánh Linh thì hẳn hội thánh đầu tiên tại Giê-ru-sa-lem đã không có. Nếu không có báp têm Đức Thánh Linh cầu nguyện tiếng lạ, không hiểu tôi và bạn đánh mất bao nhiêu phần trăm. Có thể bạn nói rằng bạn mất 50%, còn riêng tôi mất 80-90% những gì mà bây giờ tôi đang có. Cầu nguyện tiếng lạ rất là quan trọng. Trước khi chia sẻ điều này, tôi muốn nói với anh chị em hai cái suy nghĩ. Suy nghĩ đầu tiên, tại sao nhiều người không thích cầu nguyện tiếng lạ? Điều thứ hai, tại sao tôi lại cầu nguyện tiếng lạ? Điều thứ nhất, tại sao nhiều người không muốn cầu nguyện tiếng lạ? Bởi vì họ nói rằng Chúa Giê-xu không cầu nguyện tiếng lạ, cho nên tôi không cầu nguyện tiếng lạ. Họ nói rằng tiếng lạ đến từ ma quỷ, vì chúng ta không hiểu được điều chúng ta nói. Thật ra họ không muốn cầu nguyện tiếng lạ. Còn tôi muốn cầu nguyện tiếng lạ, thích cầu nguyện tiếng lạ. Vì sao? Tôi sẽ trả lời cho anh chị em hai cái điều mà loại người thứ nhất nói tại sao họ không muốn cầu nguyện tiếng lạ. Họ nói rằng vì Chúa Giê-xu không cầu nguyện tiếng lạ, cho nên tôi không cầu nguyện tiếng lạ. Bạn ơi, Cựu Ước Đức Thánh Linh hành động từ sáng thế, nhưng bạn không tìm thấy ở chỗ nào các đấng tiên tri mà Chúa sức dầu cầu nguyện tiếng lạ. Chúa Giê-xu không cầu nguyện tiếng lạ. Ở trong chức vụ của Ngài có 7 ân tứ hành động, chỉ riêng có 2 ân tứ Đức Thánh Linh không bộc lộ, đó là cầu nguyện trong tiếng lạ và thông giải tiếng lạ. Bởi vì tiếng lạ và thông giải tiếng lạ nó là thời điểm hay là thời kỳ của Đức Thánh Linh, của hội thánh hành động. Tiếng lạ, mặc dù Chúa không cầu nguyện tiếng lạ, nhưng Ngài trước khi về trời có nói một mệnh lệnh rất là quan trọng. Nó không chỉ là một lời hứa mà nó là một mệnh lệnh. Hãy cùng tôi giờ sách Mác đoạn 16. Nếu như bạn không nhìn thấy hay là không đọc thấy Chúa nói tiếng lạ trong thời kỳ 3 năm trên đất này, nhưng nếu bạn và tôi là kẻ nghe và làm theo lời của Ngài, thì câu Kinh Thánh này nó đủ để minh chứng cho bạn điều mà bạn và tôi phải làm. Chúa Giê-xu nói rằng những kẻ tin ta, không phải chỉ một vài kẻ tin ta, không phải chỉ một vài kẻ đặc biệt tin ta, không phải chỉ nhà truyền đạo, mục sư hay sứ đồ tin ta,
mà hễ những kẻ vậy, những kẻ tin ta sẽ có những dấu lạ này: lấy danh ta trừ quỷ. Nếu như ngày hôm nay trừ quỷ nó là một việc làm siêu nhiên mà nhờ danh Chúa Giêsu không bị mất, thì điều tiếp theo lời Chúa nói rằng lấy danh ta, dùng tiếng mới mà nói. Tiếng mới này là tiếng lạ đó anh chị em. Tiếp theo nói rằng bắt rắn trong tay, nếu uống giống trí độc cũng chẳng hại gì. Lấy danh ta, hễ đặt tay lên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành. Năm điều siêu nhiên được Chúa Giêsu nói trước khi Ngài về trời vô cùng quan trọng cho tôi và cho bạn. Nếu như đuổi quỷ, nếu như bị rắn độc cắn, nếu như uống phải giống trí độc, nếu như đặt tay lên kẻ đau mà phép lạ xảy ra, nó là một hành động siêu nhiên mà đến bây giờ chưa mất, thì tiếng lạ cũng nằm trong cả mạch văn này, nó không thể tách ra được. Amen. Amen anh chị em. Nếu như Chúa Giêsu họ không tìm thấy Ngài cầu nguyện trong tiếng lạ, nhưng họ cần phải đọc câu kinh thánh này. Chính Chúa nói rằng những kẻ tin Ngài, lấy danh của Ngài mà cầu nguyện trong tiếng lạ. Amen. Amen anh chị em. Câu kinh thánh thứ hai, sách Luca đoạn 11 câu 11 với câu 13. Tại sao tôi lại ước ao? Tại sao bạn và tôi phải ước ao và mong muốn cầu nguyện trong tiếng lạ, không phải tiếng ngoại quốc? Lời Chúa nói rằng trong các ngươi có ai làm cha? Chữ viết đánh sai, chứ không phải là làm trò. Trong các ngươi có ai làm cha khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay xin cá mà cho rắn thay vì cá chăng? Hay xin trứng mà cho bò cạp chăng? Hãy nhắc lại cùng tôi: rắn, bò cạp. Tiếp theo câu 13. Vậy nếu các ngươi là những người xấu còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài sao? Hỡi những kẻ nói rằng tiếng lạ đến từ ma quỷ, hãy lắng nghe câu kinh thánh vừa rồi bạn đã được nghe và đọc. Chúa nói với tôi và bạn: bò cạp và rắn, đó là hình bóng của ma quỷ đó. Nếu bạn đứng trong sự hiện diện của Ngài, bạn là con cái của Ngài, nói rằng: cha ơi, Chúa Giêsu nói rằng khi Ngài lên gặp cha sẽ nài xin cha ban Thánh Linh cho chúng con, vậy con cầu xin Ngài hãy bắp tem Đức Thánh Linh cho con. Thì Chúa nói rằng nếu như ngươi là con và Đức Chúa Trời là cha, xin Đức Thánh Linh, thì Ngài không cho bò cạp là hình bóng của ma quỷ, Ngài không cho rắn hình bóng của ma quỷ đâu. Amen. Tôi muốn kêu gọi những con người đã nhận bắp tem Đức Thánh Linh. Dù bạn 1-2 năm tiếng cầu nguyện tiếng lạ của bạn lập dập như gió thổi, thì bạn cũng đừng ngại rằng nó không phải đến từ Đức Chúa Trời. Nhưng miễn là bạn hãy làm đầy rẫy mình hơn nữa. Chúa nói ban cho bạn tiếng, chứ không phải chỉ mãi mãi là như vậy đâu. Hãy mạnh mẽ hơn, hãy cầu nguyện đầy rẫy hơn, hãy đi sâu hơn. Amen. Kinh Thánh chép về Ê-xê-chiêng nói rằng thần dẫn tôi bước vào một sông nước hằng sống, đầu tiên nước đến mắt cá chân, sau đó đi sâu hơn đến đầu gối, đi sâu hơn nữa đến ngang hông, đi sâu hơn nữa đến ngang ngực, và tôi không còn đi được nữa mà nước đẩy tôi đi. Chúa Giêsu nói hễ ai tin Ngài thì lòng có một mạch nước văng cho tới sự sống đời đời. Khi tin Ngài, bạn và tôi được cứu, nhưng đừng dừng lại chỉ có mạch nước mà cần phải sông nước hằng sống nữa cơ. Sách Giăng đoạn 7 nói rằng hễ ai tin ta thì từ lòng của mình sông nước hằng sống tuôn chảy, tuôn chảy. Đừng dừng lại ở mắt cá chân. Amen. Đừng dừng lại ở đầu gối, đừng dừng lại ở ngang hông, hãy đi sâu hơn. Hallelujah. Hãy nói với người lân cận rằng tiếng lạ không phải đến từ ma quỷ. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Và bây giờ tôi muốn chia sẻ
ngắn gọn ba tác dụng của cầu nguyện tiếng lạ. Hallelujah. Tôi vô cùng cảm tạ Chúa vì Chúa dạy tôi. Tôi học đại học, thi đỗ đại học với điểm cao, được nhà nước cử sang bên Nga học du học. Học 9 tháng tiếng nước ngoài, tiếng Nga tại trường Đại học Ngoại ngữ Thanh Xuân. 9 tháng liền thi để đủ điểm sang bên Nga, bước vào học năm đầu tiên. Mất rất nhiều thời gian để học từ mới rồi phát âm. Thế mà vẫn ngọng nghịu. Tôi nhớ có những lần lên thi, gãi đầu gãi tai. Thầy giáo hỏi, trả lời đi. Gãi đầu gãi tai, nói rằng tiếng Việt thì tôi hiểu mà tiếng Nga không trả lời được. Tất nhiên có nhiều khi nói dối thầy bởi vì không biết. Nhưng mà sự thật tiếng Nga khó thật. Nhưng có một lần ở dưới Ukraine, khi mẹ tôi dẫn tôi tới hội thánh người Nga đầu tiên đó, tôi thấy một thằng trẻ con 7 hoặc 8 tuổi quỳ gối bên cạnh tôi vậy. Nó cầu nguyện một thứ tiếng gì mà vô cùng lạ lùng. Nghe tưởng như Latin, nghe tưởng như Hy Lạp, mà không phải tiếng Nga, không phải tiếng Ukraine. Tôi bảo, tôi nghe chăm chú nó cầu nguyện khoảng 15 phút gì đó. Và khi kết thúc buổi nhóm thôi, thế mày cầu nguyện cái gì đấy? Mà nó tiếng gì mà tao không hiểu, mày học tiếng ngoại ngữ từ lúc nào? Nó bảo không, đó là tiếng lạ. Nó đọc cho tôi công vụ đoạn 2. Khi họ cầu nguyện, thần Chúa giáng xuống, tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh và khởi sự nói tiếng lạ theo như Đức Thánh Linh cho họ nói. Đó là lần đầu tiên mà tôi đặt câu hỏi với mẹ tôi rằng tiếng lạ là cái gì mà lạ thế? Có nhiều người họ sợ tiếng lạ, họ bỏ chạy. Nhưng bởi vì họ đã bị chích ngừa thuộc linh thôi. Có những kẻ lần đầu tiên tới nghe thấy chúng ta cầu nguyện tiếng lạ, họ vô cùng ngạc nhiên. Tại sao những con người này lại biết một thứ tiếng lạ như vậy? Bởi vì nó là tiếng từ trời. Amen. Người Việt sinh ra từ bố mẹ Việt Nam sẽ có văn hóa Việt Nam, bài hát Việt Nam, chữ viết Việt Nam và tiếng nói Việt. Tôi và bạn sinh ra từ trời, con cái Đức Chúa Trời, có văn hóa từ trời, có bài hát từ trời, có luật pháp từ trời, có vua trời và có tiếng từ trời. Và tiếng đó là tiếng lạ. Hãy vỗ tay cảm ơn Ngài. Hallelujah. Tất nhiên con bạn sinh ra từ người Việt Nam, là công dân Việt Nam, văn hóa Việt Nam, nhưng nó nói rằng con không thèm nói tiếng Việt đâu, thì cũng phải chịu thôi. Công dân nước trời nhưng nói rằng không thèm nói tiếng nước trời, thì đó là quyền của bạn. Không ai bắt bạn phải học. Amen và nhận. Còn tôi và bạn là những con người nhận tuột 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 những gì mà Chúa đã bày ra trước bàn tiệc cho tôi và bạn. Amen. Bởi vì cái gì đến từ Ngài nó có lợi cho bạn. Chúng ta là những người xấu, còn cho con cái những vật tốt, huống chi Cha tốt ở trên trời ban Đức Thánh Linh là điều vô cùng tốt cho tôi và bạn. Chả nhẽ chúng ta không nhận những điều tuyệt hảo đó hay sao? Hãy vỗ tay cảm ơn Ngài. Hallelujah. Điều thứ nhất, tiếng lạ giúp tôi và bạn điều gì? Ê-sai 28 câu 11 câu 12 gây sốc cho bạn, gây sốc cho bạn. Hallelujah. Vì câu 11 câu 12, vậy nên Đức Giê-hô-va sẽ dùng môi lưỡi lạ khác mà phán cùng dân này. Ngài đã phán cùng nó rằng đây là nơi yên nghỉ, hãy để kẻ mệt nhọc được yên nghỉ, đây là lúc mát mẻ cho các người. Wow, hallelujah. Hỡi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh, hỡi những kẻ đầy những ưu phiền và lo tựa lo âu, hỡi những kẻ đầy những sự trầm uất và buồn, hỡi những kẻ đầy sự bất an, hãy nhớ lời của Chúa nói ở đây này. Lời Chúa nói rằng Ngài sẽ dùng môi lưỡi lạ mà phán cùng dân này. Ngài nói về tiếng lạ, đúng nguyên bản của nó viết rằng Ngài sẽ dùng môi miệng lắp bắp và ngôn ngữ xa lạ mà nói với dân này. Khi bạn và tôi cầu nguyện trong tiếng lạ, thở phượng trong tiếng lạ, thì ở đó sẽ là nơi yên nghỉ. Và chính Chúa nói rằng hãy để những kẻ mệt nhọc được yên nghỉ trong sự thở phượng êm ái của Đức Thánh Linh. Và lời Chúa nói rằng này
là lúc mát mẻ cho những kẻ đang bị oi bức và nóng. Nếu bạn đã từng về Việt Nam vào những tháng 7, tháng 8, nóng 41, 42 độ, oi bức. Tôi nhớ đưa hai thằng con tôi về, mà nhà tôi 3 tầng, chỉ có mỗi cái phòng của chúng tôi có máy lạnh. Chúng tôi chui vào phòng máy lạnh đó, 15-20 phút mồ hôi mồ kê nó tan ra, nó khô trở lại. Nhưng mà bố mẹ ngồi ở phía dưới lại phải xuống tiếp khách để chơi với bố mẹ. Vừa bước ra khỏi dường như cả địa ngục, nóng như là vào một cái lò vậy. Mồ hôi chưa kịp khô, mới xuống được 3-4 các thang lại tua ra nhấp nháp và ước ao, lại nhảy vào cái phòng có máy lạnh đó. Chúa nói rằng này là lúc mát mẻ cho các người, này là lúc mát mẻ cho các người. Khi bạn cầu nguyện trong tiếng Lào, hãy cầu nguyện trong sự thờ phượng Chúa, bạn sẽ bước vào phòng máy lạnh, khỏi địa ngục trần gian nóng bức. Bạn sẽ bước vào nơi nghỉ mát. Có thể bạn không có thời gian đi u lò, thậm chí bạn có thể đi u lò nhưng tại đó giống như là ở địa ngục vậy. Thì bạn ơi, kể cả không phải đi lò nhưng mà bạn vẫn có thể ở lò được nếu như bạn cầu nguyện thương giao trong Đức Thánh Linh. Amen, amen. Và tôi phát hiện ra tôi có một cái nguyên tắc, mỗi lần mà có sự gì mệt mỏi hay là có một cái gì không hiểu nhau, va chạm chút, cô nói anh phải nhớ nhé, khi nói với hội thánh phải nói va chạm với cái gì, chứ không chỉ nói va chạm thôi họ hiểu lầm. Tôi bảo anh sẽ nói rằng va chạm với cột điện, va chạm với nồi son, va chạm với tủ lạnh. Và mỗi một lần như vậy tôi bắt đầu hát, tôi hát bài Tình Yêu Bền Vững, hát nhẹ nhỏ nhẹ thôi, không chiêu thức cô ấy, hát nhỏ nhẹ, sau đó tắt tiếng Việt, bắt đầu cầu nguyện trong tiếng Lạ, thờ phượng Chúa nhờ cái điệu nhạc đó. Bắt đầu tôi thờ phượng trong tiếng Lạ. Và anh chị em ơi, một nguyên tắc mà bạn sẽ kìm hãm tối đa sự nóng giận của bạn, đó là cầu nguyện thờ phượng trong tiếng Lạ. Amen. Nó vừa nóng lên một chút, bạn cầu nguyện cho nó mát mẻ, lại xẹp xuống. Mỗi lần rực lên một chút, người ta gọi là lộn tiết đấy. Để cho nó không lộn thì bạn phải cho nó mát lạnh. Và khi bạn bước vào phòng mát lạnh thì hết lộn. Có nhiều những ông chồng nói rằng này 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 nhá, chuẩn bị bốc ở đây, bốc ở đây, bốc ở đây, có nghĩa là nóng nó bốc lên đầu ở đấy, bốc ở đây cẩn thận đấy. Muốn cho nó không còn bốc, hãy nhớ này, chiến tranh luôn luôn bắt đầu từ trong này trước. Cho nên nếu như bạn dẹp được ở trong này thì chiến tranh bên ngoài không xuất hiện. Bạn đừng tưởng ai tốt hơn ai, ai hiền hơn ai, không ai tốt hơn ai đâu. Tưởng ông vượng ông hiền như này, không đâu. Ông tính nóng lắm. Có cái là dẹp nó từ bên trong trước rồi, hãy đập chết nó trong trứng nước. Bởi gì? Cầu nguyện ở trong nơi mát mẻ. Hỡi những kẻ mệt nhọc, hãy vào mà yên nghỉ. Này là lúc mát mẻ cho các ngươi, cho nên Đức Giê-hô-va ban cho các ngươi môi lưỡi lạ, cho nên Đức Thánh Linh ban cho các ngươi tiếng cầu nguyện lắp bắp vào ngôn ngữ xa lạ, để ngươi được an nghỉ ở trong đó. Hãy quay sang người lân cận nói rằng hãy đi u lò. Hallelujah, amen. Đây là điều thứ nhất, tác dụng của cầu nguyện tiếng là an nghỉ mát mẻ hay là mé nước bình tĩnh. Điều thứ hai, tôi khi tiếp xúc với một số những quan khách tại Berlin, tiếng Đức tôi không có, tôi cần phải có một người phiên dịch ở cùng, và người đó thông giải hết hay là dịch hết tất cả những gì mà tôi nói. Người Nga họ dịch giúp cho tôi, không dịch nổi, không hết ý, và chỉ có con người đó mới dịch được cho tôi thôi. Bởi vậy cho nên tôi nói chuyện với người Đức bị cản trở bởi một hàng rào ngôn ngữ. Chúng ta nói chuyện với Đức Chúa Trời có nhiều khi nói chuyện xong rồi mà thấy thiếu thiếu cái gì nó cứ bất ổn. Rõ ràng cầu nguyện nửa tiếng rồi mà cứ thấy khó chịu. Thành ra người Việt Nam mới nói rằng tôi buồn, không hiểu vì đâu tôi buồn. Tính ra bố vẫn là triệu phú, mẹ vẫn là giám đốc, tiền vẫn nhiều, bất động sản quá nhiều, nhà thì ở đầu phố, người yêu vẫn không bỏ. Thế mà buổi sáng nọ ngồi ở cửa sổ nhìn ra ngoài lá vàng rơi, bỗng nhiên buồn rười rượi. Bố mẹ hỏi tại sao mày buồn? Con buồn, không hiểu vì đâu
con buồn. Và ngay cả những người tin Chúa, có những lúc bạn buồn, không hiểu vì đâu mà buồn. Vì buồn, không hiểu vì đâu mà buồn. Cho nên nỗi buồn đó không biết kể cho ai. Bởi vậy cho nên Chúa đã biết được, Ngài đã cho chúng ta một cách để trò chuyện với Ngài ở Cô-rinh-tô 1 đoạn 14. Đây là một đặc ân. Đây là một đặc ân. Tức là để giúp cho bạn thưa chuyện trực tiếp với Đức Chúa Trời những điều bí mật. Cô-rinh-tô 1 đoạn 14 câu 2. Vì người nào nói tiếng lạ thì không phải nói với người ta. Hãy nhắc lại, không phải nói với người ta. Bởi vậy cho nên nếu như bạn là người truyền giảng hoặc là mục sư đứng trước hội chúng đang ngồi nghe đây mà bạn giảng bằng tiếng lạ, cái đó là không thể cho phép được. Bởi vì có ai hiểu đâu mà giảng bằng tiếng lạ. Thà nói bằng 5 tiếng mà người ta hiểu được, gây dựng người ta, còn hơn cả 1.000 lần nói tiếng lạ trước hội chúng. Mọi người hiểu không ạ? Mọi người hiểu không ạ? Tiếng lạ không phải nói với người ta. Bạn không phải nói tiếng lạ để khoe bạn là tín đồ loại 1, còn người không có tiếng lạ là tín đồ loại 2. Tiếng lạ bởi vì bạn không phải nói với người ta, bèn là với Đức Chúa Trời. Vì ấy là bởi chẳng có ai hiểu, ấy là trong tâm thần mà người kia nói lời mầu nhiệm. Hallelujah. Như vậy có nghĩa là có những lúc tôi buồn, không hiểu vì đâu tôi buồn, tôi cần phải bước vào để cầu nguyện với Chúa thẳng trong tiếng lạ. Và vì tôi cầu nguyện nhiều trong tiếng lạ, cho nên dường như không bao giờ bị buồn mà không hiểu vì đâu mà buồn. Nếu như bạn buồn mà không hiểu vì đâu buồn, hãy cầu nguyện với Chúa trong tiếng lạ và nói rằng: Chúa ơi, con không biết vì sao bỗng nhiên có một điều gì đó thấy nặng gánh ở trong lòng. Và bạn cầu nguyện trong tiếng lạ cho tới khi lòng của bạn được bình an, có thể hát được trong tiếng lạ, thì lúc đó có nghĩa là đã xong. Mọi người hiểu không? Mọi người hiểu điều tôi đang nói không? Hallelujah. Hãy nhìn ở câu này. Vì người nào nói tiếng lạ không phải nói với người ta, bèn là với Đức Chúa Trời. Bởi vì chẳng có ai hiểu, ấy là trong tâm thần mà người kia nói lời mầu nhiệm. Hãy nhắc lại cùng tôi từ mầu nhiệm. Một bản dịch chính xác nói như sau: khi người nói tiếng lạ là trong tâm linh nói những bí mật thiên thượng, và bí mật này không ai hiểu được bí mật, và cả ma quỷ cũng không hiểu được bí mật đó nữa. Bạn có một ước mơ trong lòng, lấy ví dụ bạn chuẩn bị xây một tổng công ty lớn. Chúa nói với bạn rằng ngươi sẽ xây dựng một cái tổng công ty này, nó tương đương với lại IKEA chẳng hạn. Nhưng bạn đừng có nói rằng: ấy anh chị em ơi, 5 năm nữa nhá, nhân vật này là tỷ phú đây, tổng công ty IKEA đây, cạnh tranh với IKEA. Xin lỗi bạn, hãy cẩn thận. Chưa đỗ ông nghè, đừng đe hàng tổng. Bạn hãy cứu mang ước mơ đó trong tiếng lạ. Mọi người hiểu không ạ? Tâm trí của bạn nghĩ về nó, bạn cầu nguyện, ô sao là bạn cầu nguyện nhiều hơn, cầu nguyện nhiều hơn, để cho cái thai đó nó lớn dần lên, nó cứng vững ở trong lòng của bạn. Khi bạn cầu nguyện trong tiếng lạ, ma quỷ không biết được bạn nói gì với Đức Chúa Trời. Người bên cạnh rình, điệp viên rình, kể cả Snowden cũng không thể biết được những bí mật. Ông ta có thể biết những bí mật của CIA, của Bộ Ngoại giao Mỹ, nhưng không biết được bí mật mà bạn cầu nguyện với Chúa bằng tiếng lạ. Thế ra Chúa ban cho bạn tiếng lạ để tương giao trực tiếp đối với Ngài. Amen. Amen anh chị em. Hallelujah. Nếu bạn nhìn thấy Chúa nói với lòng của bạn rằng: con, chàng trai kia sẽ là chồng của con. Bạn đừng đến nói rằng: Chúa phán với tôi, anh là chồng của tôi. Bạn ấy nhầm to rồi. Hãy cầu nguyện cứu mang. Cầu nguyện đi. Bỗng nhiên ngày kia lại có tiếng nói rằng: con nhầm rồi, không phải chồng đâu. Có phải đỡ không? Bạn đến mà nói kia sau này nhầm một cái thì có phải dở không? Có rất nhiều những điều bí mật trong lòng của bạn. Hãy cầu nguyện với Chúa bằng tiếng lạ. Chúa sẽ cho bạn câu trả lời. Tôi đã từng kinh nghiệm như vậy rồi anh chị em. Amen. Amen. Có những ý tưởng xuất hiện ở trong đầu để mà làm một điều gì đó. Từ từ khoan đã nói với người khác. Hãy bước vào trong phòng kín, nơi đó có Đức Chúa Trời với bạn. Hãy nói với Ngài những điều bí mật mà ma quỷ và người khác không biết được. Kể cả có những điều mà vợ của bạn chưa biết được, nhưng bạn cần phải nói với Đức Chúa Trời. Amen.
Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Ngôn ngữ để bạn nói chuyện thẳng với Đức Chúa Trời, thưa chuyện đối với Ngài. Ở đây, trong cái ngoặc đơn kia, ấy là trong tâm thần mà người kia nói lời mầu nhiệm. Hãy cùng đồng thanh đọc lại. Ấy là trong tâm thần mà người kia nói lời mầu nhiệm. Ấy là trong tâm thần mà người kia nói lời mầu nhiệm. Câu này nói đúng hơn là Đức Thánh Linh không nói thay bạn. Đức Thánh Linh ban lời cho tâm thần của bạn, còn bạn phải nói lời mầu nhiệm đó ra. Chúa không nói thay bạn. Có một số người nói rằng tôi không cầu nguyện, tôi không cầu nguyện nữa bởi vì Đức Thánh Linh cầu thay cho tôi rồi, thành ra tôi ngồi chơi. Không phải. Chúa ban lời cho bạn ở bên trong tâm linh, còn bạn phải khởi sự nói tiếng lạ. Và khi bạn nói ra như vậy thì lời Chúa ban cho thêm hơn nữa. Amen anh chị em. Bởi vì ông Phaolô nói rằng tôi cầu nguyện tiếng lạ nhiều hơn hết thầy anh em cộng lại nữa cơ. Ông nói rằng hãy cầu nguyện không thôi, tôi ước ao mọi người đều cầu nguyện tiếng lạ. Phaolô nói như vậy đó, bởi vì ông là một con người biết tác dụng của nó nhiều hơn tất cả chúng ta tại đây cộng lại. Chuyện ông sử dụng tiếng lạ như vậy đó. Hallelujah. Bí mật. Ai trong chúng ta tại đây có những bí mật, giơ tay tôi xem nào. Ok. Ai đã từng lộ bí mật ra và bị đập vỡ bí mật trước khi nó thành hình, giơ tay tôi xem nào. Nhiều lắm. Và khi đập vỡ rồi không được thành, họ gọi chúng ta là thằng ba hoa hay là con ba hoa, bởi vì chúng ta đã làm sai nguyên tắc. Nehemi nhận được sự kêu gọi đó, ông im lặng đi xung quanh bức tường thành Jerusalem 3 ngày trời, không nói với ai câu nào hết. Mary nhận được lời phán của Đức Chúa Trời qua thiên sứ có thai, bà phải im lặng 3 tháng trời đến gặp dì của mình. Sau 3 tháng đó mới quay trở về nói với Joseph rằng em có thai từ Đức Chúa Trời, còn nếu không bị nạo thai từ trước khi nó được hình thành. Bởi vì anh chị em ơi, đừng có quá vội vàng. Joseph tí tư tí tẩn, vừa mới ngủ dậy một cái mắt vẫn còn dính dỉ, chạy ra khỏe à, cái anh ơi ăn sáng chưa? Chưa. Thế có tin tức mới này, tối qua em vừa ngủ thấy các anh và bố mẹ quỳ lạy trước em trong tương lai đấy. Oách không, làm sao mà mấy ông anh này không tìm cách giết cậu em. Bởi vậy cho nên đừng có dùng những lời tiên tri hay là những điều đó để mà khoe. Hãy hiểu được nguyên tắc thuộc linh. Amen. Ma quỷ nó đang muốn rình rập bạn nhiều lắm để phá đấy anh chị em. Cho nên khi bạn cầu nguyện tiếng lạ, nó căm tức lắm, nó thù lắm. Anh chị em tưởng tượng là nó đứng bên cạnh, nó nghe thấy bạn nói chuyện với Đức Chúa Trời toàn những điều bí mật mà tai của nó không hiểu cái gì hết á, làm sao mà không lồng lộn. Amen. Amen anh chị em. Bởi vậy cho nên chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa ban sức cho chúng ta để càng làm cho nó lồng lộn nhiều hơn. Quay sang người lân cận nói rằng tiếng lạ rất là quan trọng. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Tiếp theo, điều thứ 3, tôi chuẩn bị kết thúc rồi. Điều thứ 3 là gây dựng cho bản thân. Cô-rinh-tô 1 đoạn 14 câu 4. Khi cầu nguyện tiếng lạ, bạn gây dựng lấy mình. Lời Chúa nói rằng kẻ nói tiếng lạ tự gây dựng lấy mình. Kẻ nói tiếng lạ từ gây dựng lấy mình. Hãy gạch chân từ gây dựng. Từ gây dựng này viết trong tiếng Hy Lạp và tiếng hiện đại bây giờ nó tương đương với từ sạc. Ai đã từng có ngồi tại đây có điện thoại, giơ tay tôi xem nào. Ok. Ai không có điện thoại, giơ tay tôi xem. Không điện thoại cầm tay đấy. Tội nghiệp xa. Từ khi lấy vợ này mất luôn điện thoại à? Vợ có kiểm soát không đấy? Điện thoại, máy cào râu bằng pin của bạn mà hết điện không hề làm việc. Trong đó có thể nó là iPhone xịn như vậy, trong đó có sim card, trong đó đầy số điện thoại, nhưng hết điện không gọi được cho ai hết. Nếu bạn đến một thành phố xa lạ, ở đó có nhiều người quen, điện thoại của bạn hết pin coi như xong. Bạn ơi, lời Chúa nói rằng khi bạn cầu nguyện trong tiếng lạ là người ta, người đó tự sạc cho mình điện từ trời. Khi bạn cầu nguyện tức là bạn cắm đời sống thuộc linh của bạn vào một cái nguồn với trời,
và dòng điện sạc liên tục, cho nên bạn phải cắm liên tục để sạc liên tục, và khi điện được đầy trong bình của bạn ắc quy thì ô tô mới nổ máy được. Amen. Cạo râu nó không rất râu mà nó thực sự là cạo râu của bạn. Điện thoại mới gọi điện thoại để cho bạn. Hãy nhắc lại cùng tôi từ sạc. Hallelujah. Kẻ nói tiếng lạ là sạc cho mình mạnh mẽ quyền năng của Đức Chúa Trời. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Câu kinh thánh tiếp theo Jude đoạn câu 20 gây dựng đức tin của bạn. Lời Chúa nói rằng hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình và nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện. Sự cầu nguyện bởi Đức Thánh Linh, nhân Đức Thánh Linh sẽ làm cho đức tin của bạn, hay là làm cho bạn được đứng vững trên cái nền đức tin rất thánh. Đứng vững trên cái nền đức tin rất thánh. Cầu nguyện tiếng lạ không mang tới đức tin. Hãy nhớ lời tôi nói. Cầu nguyện tiếng lạ không mang tới đức tin. Không ai đưa tới một giáo lý lạ ở đây hết. Đức tin đến bởi sự người ta nghe. Người ta nghe khi lời Chúa được giao truyền. Nhưng cầu nguyện tiếng lạ làm cho bạn được đứng vững trên cái đức tin, cái nền mà bạn đã được nhận khi bạn nghe và đọc lời của Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Bởi vậy cho nên có ba điều ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ. Điều thứ nhất, tiếng lạ giúp cho bạn được an nghỉ, nơi mát mẻ, nghỉ ngơi. Khi cả một tập đoàn của một đội, một cái đồn công an muốn tìm cách ức hiếp tôi và bắt tôi phải im cái vụ án của một cô gái bị hiếp dâm tại Nga. Một cô gái Việt Nam lúc 11 giờ rưỡi gọi điện thoại cho tôi nói rằng: "Mục sư ơi, tôi bị công an hiếp dâm tại Metro. Xin mục sư hãy đến giải cứu. Tôi đã bị hiếp dâm xong vứt ra ngoài cổng Metro rồi." Tôi nói với vợ tôi: "Bây giờ anh phải làm gì? Anh phải làm gì? Tình hình phải làm sao? Chúa ơi." Tôi úp mặt vào tường đọc: "Bình tĩnh Hùng, bình tĩnh Hùng, bình tĩnh Chúa ơi, giúp con, bình tĩnh, phải làm gì? Xử trí ra làm sao?" Và cảm ơn Chúa cho những quyết định rất là sáng suốt. Tôi cùng một người bạn Nga khác phóng xe ô tô tới. Lúc này cô ta đã ngồi trong đồn công an rồi. Vào đó tên trưởng đồn tìm cách quay ép: "Mày đưa cái này ra tòa làm gì? Mày đưa ra tòa làm gì?" Trong khi phòng bên cạnh, một cô người Việt Nam lần đầu tiên trong số nhiều cú điện thoại gọi cho tôi, có người nói gọi điện thoại nói rằng: "Tôi giấu tên nhưng tôi biết anh là mục sư hội thánh, tôi cần sự cầu nguyện. Tôi vừa đi nạo thai, một cái thai của một người công an Nga mà chồng tôi không biết. Tôi rất là đau khổ, tôi bị hiếp dâm. Thành ra xin anh cầu nguyện cho tôi và tôi không muốn cho anh biết tên tôi là ai." Rất nhiều những con người đó họ không dám đưa ra tòa, chỉ duy nhất con người này nói rằng: "Tôi muốn cho ánh sáng, đưa ra ánh sáng." Và chúng tôi đã tới. Cả đội công an lúc đó 11 giờ rưỡi 12 giờ cho đến 3 giờ sáng quần nhau. Tôi nói: "Không, cái này phải đưa ra." Hắn nói rằng: "Chúng tôi sẽ đuổi việc người đó, chúng tôi sẽ làm này kia. Anh mà đưa ra tòa có nhiều chuyện đối với anh." Tôi nói rằng: "Thì sao?" Và cùng cảm tạ Chúa, trước đó có một tháng, hai tháng thôi, Putin vừa lập một ban chuyên án chống tội phạm trong ngành. Thảo nào họ tìm cách để mà loại bỏ tôi. Và cảm ơn Chúa là với một sự kiên quyết với một người bạn Nga ngồi bên cạnh, tôi nói rằng: "Cậu không cần nói gì, chỉ ngồi một chỗ thôi. Nó hỏi không, họ không trả lời. Để nó cứ tưởng đây là luật sư hay là ông gì khá to. Chứ cậu chỉ là lái xe thôi, là người xây dựng ở trong hội thánh thôi. Cậu cứ ngồi như vậy." Bảo: "Cái thằng này là thằng gì?" "Đây là người bạn của tôi đi cùng." Bảo: "Nó ở đâu?" "Không cần biết, nó ngồi đây." Và anh cứ ngồi như vậy. Và trưởng đồn rất là ngại vì tự nhiên có người Nga ngồi. Và cuối cùng ban chuyên án đã tới, hai người tới. Sau khi lấy cung trò chuyện xong đưa đi khám nghiệm vết thương, hút thuốc đứng ngoài. Và trước đó mỗi lần bị ép như vậy tôi đi ra toilet lại đứng trong toilet. Chỉ có được khoảng 5 đến 7 phút để trong toilet thôi. Mà lúc ấy tôi phải bước vào sự nghỉ ngơi. Bởi vì bạn biết rằng một mình chống lại cả một đám mafia. Hồi đấy tôi mặc áo rất là lịch sử. Khi bước vào một cái hội công an ngồi đây hành lang rồi, nhìn tôi bước vào cùng một người Nga, tôi giống như là đại diện cho Bộ Ngoại giao của Việt Nam đi vào vậy. Cả hội nhìn tôi mặc cái áo giả dài này đi vào, đeo cà vạt đi vào này, cậu Nga đi sau giống như là vệ sĩ đi sau vậy. Cả hội nhìn không biết cái ông này là ông nào. Tôi ít nhất là 4 lần vào toilet để ở trong đó nghỉ ngơi. Nó là toilet nhưng đối với tôi nó vô cùng mát mẻ. Bởi vậy khi cầu nguyện tiếng lạ nó là nơi nghỉ ngơi. Điều thứ hai là muốn người bạn trò chuyện thẳng trực tiếp với Đức Chúa Trời. Amen. Nói những điều gì mà miệng của bạn không nói được. Người ta nói rằng tiếng Việt hay là tiếng mẹ đẻ là kết quả của tâm trí bạn suy nghĩ. Cái gì bạn nghĩ ở trong tâm trí đó ra tiếng mẹ đẻ của bạn như vậy. Còn tiếng lạ lại không phải kết quả của tâm trí,
tiếng là kết quả của tâm linh bạn, Đức Thánh Linh ban cho. Tôi đã từng cầu nguyện và nhìn thấy một đứa trẻ hay là một cậu thanh niên bị tàn tật tại Ukraine, câm và điếc, nó không nói được. Nhưng khi tiếp nhận Chúa Giêsu và khi cầu nguyện đắp tem Đức Thánh Linh, cái thằng câm đó nói tiếng lạ, bởi vì nó không đến từ tâm trí, nó đến là tâm linh. Khi tâm linh được sống lại, được tái sinh, thì tiếng lạ phát ra từ lòng, không phải từ đâu. Chúa ban cho tiếng lạ để nói chuyện thẳng với Đức Chúa Trời. Thầy ra hỡi những chàng trai, hỡi những cô gái, nếu bạn sợ bị ế, hoặc nếu bạn lo lắng về giấy tờ của bạn, hoặc bất cứ một điều gì, tôi nài xin bạn hãy bước vào cầu nguyện, thờ phượng Chúa trong tiếng lạ nhiều hơn. Amen. Amen. Hallelujah. Điều thứ ba, tiếng lạ đó là tự sạc cho mình, gây dựng cho mình, lập chính bạn, tự lập bạn trên nền đức tin rất thánh quá sự cầu nguyện trong tiếng lạ. Amen. Trước khi kết thúc để cầu nguyện, tôi muốn nói tâm linh của bạn quan trọng lắm. Cuộc sống chúng ta đây luôn luôn có sự vấp phạm, sự khó khăn, sự cám dỗ, sự thử thách, và nó là những viên đá nằm dưới lòng sông. Bạn là những con tàu đang bơi trên dòng sông đó. Đời sống thuộc linh của bạn hay thành công là những con tàu, còn nước ở dưới dòng sông đó là đời sống thuộc linh của bạn. Nước cạn xuống, con tàu sẽ mắc phải đá. Còn nước dâng lên thì đá không biến mất, nhưng đá nó phải chìm xuống dưới dòng sông. Thế giờ khi bạn cầu nguyện tiếng lạ và đọc kinh thánh nhiều, nước hay là đời sống thuộc linh của bạn dâng lên. Khi đời sống tâm linh của bạn dâng lên thì đá ở dưới lòng sông chìm xuống đúng vị trí của nó. Đá không lớn lên, nó không mất đi. Cả cuộc đời của bạn sẽ gặp sự thử thách khó khăn luôn luôn. Khi tim bạn còn đập, mũi bạn còn thở, nhưng đời sống tâm linh của bạn có thể tăng trưởng được. Amen. Amen anh chị em. Càng tăng trưởng bao nhiêu, con tàu của bạn đi không bị vấp đá. Ý vừa rồi phải chục con tàu bị đổ cách đây hơn một năm trước, mất gần 1 tỷ đô la. Bạn ơi, bạn là những con tàu to như vậy, đá nhiều lắm, hãy làm cho nước của bạn cao lên. Nước cao ngần nào thì tàu to ngần đó sẽ đi qua được. Bởi vậy cho nên hỡi anh chị em, đời sống tâm linh của chúng ta quan trọng hơn tất cả những viên đá đó. Amen. Amen. Bởi vậy cho nên hãy cầu nguyện tiếng lạ để gây dựng đức tin của mình. Xin mời ban tôn vinh lên phía trên này. Mời anh chị em đứng dậy, chúng ta cầu nguyện. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.